hai là dòng dẫn sống của cuối năm, và cuối cùng là các em sẽ có phần là hỏi đáp cũng như là tặng những phần quà, đó là những cái cuốn sách và những cái khóa học mà sắp tới MC sẽ tổ chức cho tất cả các anh chị. Thì nhìn sơ qua về nội dung của ngày hôm nay á, thì chắc lẽ là hầu như các anh chị đều sẽ tập trung vào nội dung thứ hai, đúng không ạ? Tức là các anh chị mong muốn tìm được những cổ phiếu, những dòng dẫn dắt để các anh chị có thể giải ngân trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên á, thì đó chỉ là những điều kiện đủ. Điều đầu tiên mà các anh chị cần phải biết là các anh chị cần phải biết chu kỳ thị trường đang như thế nào và yếu tố kiểm soát tâm lý trong quá trình giao dịch, là bởi vì Lee Vermore đã từng nói rằng thị trường, bản chất thị trường là mang tính đầu cơ, và tất cả các cổ phiếu trên thị trường này đều là các cổ phiếu đầu cơ cả. Vậy thì chính vì vậy mà kiểm soát tâm lý trong quá trình giao dịch nó giúp các anh chị tránh được những cái thất bại. Ví dụ là các chị không biết là đề ra nguyên tắc là mua như thế nào và bán như thế nào, bởi vì tâm lý của mọi người á, là như nhau. Dù các anh chị có thể là đầu tư ở thị trường Mỹ, Nhật hay là thị trường ở Việt Nam thì tất cả đều là như nhau cả. Chính vì vậy mà bởi vì tâm lý của mọi người là giống nhau cho nên là nó sẽ hình thành nên các mẫu hình giá là như nhau. Vậy thì có bao giờ mà các anh chị thử đặt cho mình một câu hỏi là tôi mua một cái cổ phiếu nhưng mà tôi nắm giữ quá lâu, tới lúc mà tôi bán xong á thì cổ phiếu nó chạy, đúng không ạ? Và cũng có những lúc mà các anh chị mua nắm giữ một cổ phiếu rất lâu mà cổ phiếu cũng không chạy luôn. Và cũng có những trường hợp mà các anh chị thấy rằng cổ phiếu đấy là một cái cổ phiếu mà có thương hiệu nha, một cái doanh nghiệp lớn, nhưng mà vì một lý do nào đấy mà nó lại bị rớt mạnh, sau đó lại bật lên, và sau đó các anh chị thấy rằng giá như thế này đã quá rẻ rồi, các anh chị bay vào mua, sau đó thì cổ phiếu lại rớt tiếp. Và cũng có lúc mà các anh chị tự hỏi là tại sao lúc mà ai ai cũng muốn mua cổ phiếu cả thì tại sao sau đó thị trường lại bắt đầu rơi vào cơn sụt giảm, hoặc là lúc mà các anh chị thấy rằng thông tin xấu ra rất nhiều, mọi người đều bán hết, thì tại sao đột nhiên sau đó thì thị trường bắt đầu tạo đáy và đi lên? Thì tất cả những cái câu hỏi đấy nó sẽ được giải đáp trong phần chu kỳ thị trường cũng như là kiểm soát tâm lý trong quá trình giao dịch, là bởi vì các anh chị không đề ra cho mình được các nguyên tắc để các anh chị giao dịch. Bởi vì không đề ra nguyên tắc cho nên là các anh chị rất khó kiểm soát được tâm lý của mình, và cái nữa là các anh chị chưa hiểu được chu kỳ vận động của thị trường, bởi vì thị trường hay cổ phiếu đều sẽ có bốn quá trình đã nào bắt đầu là quá trình tích lũy, tăng trưởng, phân phối và đề giá. Thì tất cả nội dung này sẽ được bạn Nguyễn Văn Đức sẽ trình bày cho các anh chị trong cái phần một chu kỳ thị trường. Và bây giờ xin mời bạn Đức lên trình bày. Alo. Ok, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến tất cả các anh chị đã dành thời gian đến với MC vào ngày một ngày rất là quý giá, trong một cái tuần, đúng không ạ? Ngày cuối tuần. Thực ra thì cũng khá lâu rồi thì MC chưa tổ chức cả một buổi hội thảo như thế này, bởi vì gần đây nhất thì em cũng mới chuyển công tác, chuyển sang VP BS. Thì với lại hầu hết cả cái thời gian bọn em làm thì làm chủ yếu là làm online. Thì lúc này có đến đây thì rất nhiều người có chào nhưng mà em cũng không biết ai cả. Đấy. Bởi vì có thể là người ta biết mình nhưng mà mình cũng có thể là không biết được tên người ta. Thì cái này thì chắc là sau này thì MC sẽ tổ chức cả cái buổi học hoặc là cả cái buổi hội thảo nó nhiều hơn, thì sẽ cố gắng sẽ nhớ được cái tên của mọi người. Còn đối với thị trường của chúng ta ấy, thì chúng ta vừa trải qua một cái chu kỳ nó rất là ảm đạm, nó chính là một cái chu kỳ rơi.
Thì rất nhiều người khi đầu tư vào thị trường tài chính thì thấy rất nhiều bạn bè của mình kiếm được lại, kiếm được rất nhiều tiền. Ví dụ như năm 2016, 2017 khi thị trường lên thì gần như ai cũng kiếm được. Thế là thấy cũng vui, thấy cũng hay, thấy nhiều người kiếm được thì mình thôi chạy vào kiếm. Thì nhiều người lúc đó thì mọi người lại dính vào cả chu kỳ bắt đầu giảm của thị trường. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu mất rất nhiều. Trong cái khách hàng chuyển về gần đây nhất của hệ thống FMC quản lý thì đa phần mọi người đang bị lỗ rất nặng, lỗ khoảng tầm 40-50%, có nhiều người lỗ đến 70%. Thì hôm nay em muốn tổ chức một buổi hội thảo để cho mọi người hiểu tại sao mọi người lại rơi vào cái bẫy đó. Cái chu kỳ thị trường trong cái phần nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay mà chú ý đến một cái vấn đề, đó chính là ai là người quyết định chính trên cái thị trường chứng khoán. Nó có phải là yếu tố doanh nghiệp hay không, nó có phải là nhà đầu tư cá nhân hay không, hay là một cái yếu tố nào khác, thì cái yếu tố nào là quyết định đến sự vận động của giá nhiều nhất, cái giá của cổ phiếu ấy nhiều nhất. Cái phần tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tìm ra cái dòng dẫn 6 tháng cuối năm này và cách mua cả cái dòng dẫn đó như thế nào. Thì về bản chất thì nó là tính sản xuất, tức là bọn em đang đánh giá nó ở một cái sản xuất rất cao, nó sẽ là dòng dẫn. Và nếu như nó là dòng dẫn thì nó phải chạy được ít nhất là 50% trong chu kỳ tới. Đây là một cái để lát nữa thì cái phần cuối của buổi hội thảo này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái vấn đề này. Bên em là một cái nhóm chuyên về tư vấn, tức là bọn em cũng giao dịch, cũng mua bán, cũng đầu tư cho chính mình. Và hiện tại em đang là một người chuyên về ủy thác, em đánh hồi là ủy thác, còn một phần ít là em quản lý cả cái tài khoản giao dịch thôi. Thì gần như bọn em tư vấn như thế nào thì đánh như thế đó. Đấy, đó là cái nguyên tắc của bên em. Cái buổi hôm nay thì em cũng có một số phần quà cho mọi người. Ở đây thì chúng ta có khoảng 15 cuốn sách dành cho những cái nhà đầu tư may mắn. Có những con số mà chung với cả cái số mà lát nữa chúng ta bốc thăm. Thì lát nữa ở đây thì tại sao ấy, em sẽ giải thích cho mọi người tại sao em lại tặng mọi người những cuốn sách này. Tức là nó có những cái gì mà chúng ta khi đọc thì chúng ta phải nhấn mạnh vào và chúng ta phải hiểu được cuốn sách đó. Thì có một cuốn là của Làm giàu qua chứng khoán của O'Neil. Đây là một cái cuốn mà nó là cuốn sách dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hồi mọi người khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì mọi người thấy là Warren là một người rất là giỏi về đầu tư, ông ấy là một tỷ phú rất lớn, nhưng mà đó cái phương pháp của ông dùng đó là dùng cho tổ chức, dùng cho cả quỹ đầu tư, còn chúng ta là nhỏ lẻ, nên là cái việc mà chúng ta áp dụng như thế nó rất rủi ro. Và về bản chất khi mà mọi người áp dụng cả cái phương pháp về đầu tư giá trị, hầu hết mọi người vẫn chưa hiểu được hết cả cái lý thuyết mà Warren đưa ra. Và về bản chất chúng ta cũng không biết ông đầu tư như thế nào, bởi vì tất cả cuốn sách của Warren Việt là người khảo Việt làm chứ không phải là ông Việt, được chưa? Ở đây thì em còn tặng cho mọi người một cuốn sách về tâm lý rất hay, nó rất nhỏ nhưng mà nó rất là hay. Thì ở cuối buổi thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người tại sao nó lại hay, được chưa? Ở đây có một cuốn sách nữa là cuốn sách bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của Warren và Soros. Thì ở đây trong cái cuốn sách này nó sẽ nói đến cho chúng ta một cái là hai cái phương pháp, hai trường phái khác nhau nhưng mà cả cái bí quyết ở trong đó là giống nhau giữa cái người, một người là đầu cơ, một người đầu tư, nhưng họ có điểm chung ở trong đó. Thì đó là cái phần quà tặng thì sau cái phần này chúng ta sẽ tặng luôn. Ở cái buổi hôm nay chúng ta tháng 9 này thì em có một cái khóa học dành. Khóa học này thì nhìn chung lại thì sẽ dành cho khách hàng là chính. Thì sẽ học vào tháng 9, 8 buổi. Thì cái này chúng ta sẽ nói sau. Thì buổi hôm nay thì em sẽ tặng cho hai người có là thăm là học cái khóa đó vào tháng 9 và giảm 50% giá cho hai người tiếp theo. Đầu tiên
chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta đi ở tất cả các diễn đàn, hầu như gặp cả vài bạn bè về đầu tư, thì có một cái là mọi người sẽ thấy được rằng là đợt vừa rồi ai cũng kêu mình lỗ ạ. Vậy nếu như tất cả mọi người đều lỗ, mọi người lỗ 20-30%, có người lỗ đến 50-60%, thì ở trên một cái thị trường mà gần như cái tổng của nó bằng không thì ai là người lại, ai là người sinh lại trong một cái thị trường mà nếu người này mất thì người khác được, đúng chưa? Ai thì đó là Big Boy, đúng chưa? Là cả cái tổ chức lớn, cả cái nhà đầu tư lớn vào, chính họ mới là những người quyết định đến cái sự vận động của thị trường. Tại sao hồi mọi người lại rơi vào một cái bẫy là cứ khi nào mọi người mua cái là cổ phiếu lại giảm, nhưng mà bán xong nó lại tăng, đúng không? Mọi người ở đây có ai gặp nhiều trường hợp như thế không ạ? Có ai giơ tay không ạ? Mua xong cái là nó giảm, bán này nó lại tăng. Nó là trong cái kỹ thuật về VFA ấy, đó là một cái, nó là tâm lý hành vi. Và cái này cái các cái tổ chức lớn họ sử dụng rất nhiều trong cái việc mà họ giao dịch trên thị trường tài chính, tâm lý học hành vi. Và con người nổi tiếng nhất với tâm lý học hành vi đó chính là Soros. Soros là một người rất giỏi về tài chính học hành vi. Nếu mà mọi người có thời gian đọc sách thì mọi người nên đọc cái cuốn mô thức trên thị trường tài chính của Soros. Nó nói rất nhiều về cái vấn đề này. Đọc sách về Soros thì mọi người có một cái là ông là một người hồi xưa ông là học triết rất là nhiều. Ông kiểu như triết học Mác Lênin là ông học rất nhiều. Nên là đôi lúc mọi người đọc mọi người sẽ không hiểu được ngay từ đầu. Nhưng mà hãy cố gắng đọc đi đọc lại thật nhiều lần thì sau này mọi người sẽ vỡ ra là trong đó nó có những cái nội dung rất quan trọng trong cái việc sử dụng cả cái yếu tố về tâm lý trong giao dịch, sử dụng tâm lý trong giao dịch hay là tâm lý học hành vi. Nó có một cái đấy ạ. Rồi lúc mà mình mua thì mình lại nó nghỉ nó lên thì nó lại giảm, thì đó cũng là một trong những yếu tố của tâm lý học, và nó là cả cái tâm lý ngắn hạn. Tâm lý đó là hầu hết là tâm lý ngắn hạn. Nên là ở trong cả cái khóa học của SMC, thông thường mọi người sẽ học được cả cái mô hình gọi là mô hình rủ bỏ, tức là mô hình mà nó rủ cả cái nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi nó chảy. Thì khi nó rủ cả cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ra thường rất khốc liệt, thì mọi người thường bị lỗ bán ra thì nó bắt đầu chảy. Nó là một trong những cái gọi là tâm lý học trong cái vận động của thị trường chứng khoán. Có một cái nữa, tại sao cái đợt vừa rồi khi thị trường ở 1.200 điểm, đấy rồi, 1.200 điểm ấy, tất cả mọi người nghĩ là nó sẽ tăng, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, thì thị trường lại giảm, đấy rồi. Lúc thị trường đang ở 1.200 điểm, tất cả mọi người đều nghĩ là nó sẽ lên đến 2.000 điểm, tất cả mọi người đều mua, nhưng mà lúc đó thị trường lại giảm. Đúng ra theo nguyên tắc thì tất cả mọi người mua nó phải tăng nhé, nhưng tại sao nó lại giảm, đúng không ạ? Hoặc là những giai đoạn vừa rồi khi tất cả mọi người đều bi quan về chiến tranh thương mại, về tất cả mọi thứ, thị trường lại bắt đầu tăng, đấy rồi. Thì có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình giao dịch, đó chính là cái gì ạ? Là cái yếu tố về cái đơn vị giao dịch trên thị trường. Mọi người ở đây có ai biết là trên thị trường tài chính thì ai là thằng giao dịch nhiều nhất không? Đó là Big Boy. Được. Big Boy nó giao dịch tới 70% các cái giao dịch trên thị trường. Big Boy là cái gì? Big Boy là một người đàn ông khổng lồ, đúng không ạ? Nhưng mà trên thị trường tài chính nó là những cái tổ chức lớn. Tổ chức lớn giống như Dragon Capital, nó có phải là một cái tổ chức lớn trên thị trường không? Nó lớn, nhưng mà nó không phải là người quyết định chính đến cái sự vận động của thị trường của chúng ta. Bởi vì đó là các quỹ đầu tư giá trị. Và các cái quỹ đầu tư giá trị nó không quyết định đến cái sự vận động của thị trường chứng khoán. Không vận động. Tại sao đợt vừa rồi các quỹ đầu tư mà chúng ta thấy public ở trên mạng giống như Dragon hoặc là Vina Capital nó lại vẫn bị lộ? Được chưa? Thì về bản chất nó không phải là thằng quyết định. Nó là cả cái thằng về đầu tư giá trị và đầu tư nắm giữ. Còn cái thằng quyết định chính nó chính là cả quỹ đầu cơ, cả các tổ chức đầu cơ. Ví dụ như SCIC của mình là cả các quỹ này.
đôi lúc chúng ta nghĩ là nó thằng chỉ là mua bán và nắm giữ cả cái doanh nghiệp thôi, nhưng mà nó cũng là một phần trong cái 70% giao dịch của thị trường. Cái này có thể là mọi người sẽ không biết được. Còn chúng ta ở đây, chúng ta là những người nhà đầu tư nhỏ lẻ ở đây, được chưa? Và chúng ta chỉ chiếm tới 30% cả cái giao dịch trên thị trường. Chúng ta có số lượng đông đảo, nhưng mà số lượng chúng ta mua chỉ có 10.000, 20.000, 30.000. Người mua nhiều thì 50.000, 60.000, 70.000. Có người thì mua 100.000, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta chưa được gọi là big boy. Kể cả chúng ta có cả 100 tỷ đi nữa thì chúng ta cũng không phải là big boy. Không phải. Thì có một cái vấn đề là các cái tổ chức này nó chiếm phần rất nhỏ của cái đơn vị tham gia. Nó chỉ chiếm là ở đây nó chiếm bao nhiêu? Chiếm ở đây là chiếm 30% cả cái số lượng đơn vị tham gia. Đấy. 30%. Còn chúng ta là những người đông hơn, chiếm 70%. Chúng ta đông hơn rất nhiều. Chúng ta hô hào rất nhiều, nhưng bởi bản chất chúng ta không quyết định được cái gì cả. Nên là nếu mà chúng ta đánh, chúng ta phải đánh nương theo cả big boy. Đánh nương theo cả tổ chức lớn. Được chưa? Chúng ta ở đây này, chúng ta ngồi ở đây rất đông, nhưng mà về bản chất là chúng ta không có một tiếng nói bằng một cái ông quỷ nào đó. Ông chỉ cần nói một câu thôi, cổ phiếu lên là mầm. Nhưng mà chúng ta có thẹt đến khan hỏng đi nữa thì cổ phiếu vẫn thế thôi. Nên chúng ta không phải là người quyết định nhá. Không phải người quyết định. Cái này thì không phải là chúng ta đang nói về cái vấn đề là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào, mà chúng ta cách chúng ta tiếp cận về thị trường nó như thế nào. Chúng ta tiếp cận vào thị trường là chúng ta là một đơn vị nhỏ bé, và chúng ta phải nương theo cả cái tổ chức lớn để chúng ta tham gia. Đấy. Mọi người ở dưới có nhìn thấy slide không ạ? Có nhìn thấy đúng không ạ? Em thì em bị cần, lúc này em ngồi đây em không thấy gì đâu. Thì có một cái nữa là hầu hết mọi người đều có một cái tâm lý khi tham gia thị trường ấy, mọi người muốn biết về tin các đổi lại, đúng chưa? Tin cả các tổ chức sẽ đánh cổ phiếu lên, đúng chưa? Nhưng mà về bản chất nếu không ai dài để làm cho các bạn như thế cả, chả có ai làm như thế cả. Bởi vì về bản chất khi mà nó lái cổ phiếu lên mà nó để cho mọi người có lại thì tức là nó lộ. Nên là những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho chúng ta sớm muộn chúng ta sẽ bị mất mạng. Càng tin vào cái yếu tố đó chúng ta càng mất mạng. Bởi vì các tổ chức này khi tham gia vào thị trường họ rất âm thầm. Và bởi vì cái yếu tố mà họ nói ra thì nó quyết định rất nhiều đến cái yếu tố vận động của thị trường. Nên là không thường là không ai nói cho các bạn về rằng là thị trường sẽ lên đến đâu, và chẳng ai nói về các bạn là thị trường có giảm hay không. Họ gần như họ sẽ không nói. Ở trong cái cuốn sách này thì mọi người có một cái chương rất hay. Đó là khi cả cái giao dịch này thì họ sẽ rất âm thầm khi ra quyết định. Đó là cái yếu tố của solo và Warren khi họ đầu tư. Bởi tại sao? Ba, chỉnh. Bởi vì tại sao mỗi câu nói của Warren nói ra ấy, là cổ phiếu sẽ tăng cả chục phần trăm ở thị trường Mỹ. Cái việc mà cả cái câu nói của Warren thường rất ảnh hưởng đến thị trường tài chính, bởi vì ông quá nổi tiếng này, nên là có khi ông có bao giờ ông nói cái gì đâu. Ví dụ như một cái trường hợp gần đây nhất là ông nói ông mua đầu tư rất lớn vào cổ phiếu Apple chẳng hạn, cổ phiếu tăng mơ mơ, chỉ cần một buổi tối hôm đó ông nói thì sáng mai bắt đầu tăng. Và buổi hôm đó nó tăng tới 6-7%. 6-7% đối với thị trường Mỹ là cực kỳ lớn, bởi vì ở đó nó chỉ có lãi suất khoảng tầm 2% thôi, trong khi lãi suất của mình hiện tại đang là 7-8%. Thì ở thị trường Mỹ một năm họ lại khoảng tầm 25% là rất lớn. Rất lớn nha. Bởi vì cái lãi suất của bên họ rất thấp. Nhưng mà đối với ở Việt Nam là lại 25%, đôi lúc mọi người vẫn đang bị thất bại, bởi vì cái lãi suất của chúng ta đang rất là cao, lãi suất rất cao, và cái biên độ của thị trường của chúng ta rất lớn. Chúng ta cũng phải hiểu một cái nữa là cái thời kỳ của Warren đối với thị trường Mỹ hiện tại này nó khác với thị trường mình, nó khác hẳn nhá.
Thời kỳ của chúng ta là thời kỳ chứng khoán sơ khai nhất và nó bắt đầu vào thị trường mới nổi. Thì nó giống như cái thị trường của Livermore hồi xưa ấy, là thị trường đầu cơ là chính. Thị trường vẫn là đầu cơ là chính. Mọi người sẽ thấy một cái vấn đề là gì ạ? Là gần như cả cổ phiếu như Vietcombank nó lên cả 100% rồi, nó cũng rơi 60-70% tư định. Đấy chưa? Cả cổ phiếu như BIDV nó lên từ 20 nó vẫn về 20. Thì hỏi các bạn là đầu tư giá trị ở đâu? Nó rất khó. Và về bản chất ở thị trường Việt Nam, để đầu tư giá trị nó không phải có nhiều cổ phiếu như thế. Được chưa? Xong nhá, sửa xong nhá. Vì một cái yếu tố là hầu hết cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi tham gia vào thị trường họ sử dụng một cái gì ạ? Họ sử dụng là họ hiểu biết nhiều. Họ mong muốn rằng là khi đầu tư là phải đầu tư vào doanh nghiệp, phải biết cơ bản và đầu tư theo nó suốt đời. Đấy. Thì khi rơi vào thị trường tài chính, nếu như vào đúng lúc vẫn đúng. Nhưng mà nếu vào không đúng lúc, mọi người sẽ mất rất nhiều tiền. Được chưa? Ví dụ như đợt vừa rồi, giả sử như chúng ta đầu tư ở 1.200 thì nó rơi khoảng tầm một nửa. Đấy chứ? Cả cổ phiếu rơi một nửa. Nhưng mà nếu như chúng ta bảo là giờ cổ phiếu giống như BIDV nó rơi khoảng tầm từ 44 mà rơi xuống còn khoảng tầm 22, tức là rơi 50% tư định. Thì nhưng mà giờ nó từ 22 lên 44 nó phải tăng cả 100%. Và gần như một cái chu kỳ sóng rất ít các cổ phiếu có thể tăng lại được như thế. Rất khó. Nên là nó sẽ rất mất thời gian. Đấy. Thì để làm sao để chúng ta có một cái cách nhìn tốt hơn khi lựa chọn cổ phiếu, cũng như là giảm thiểu tổn thất trong cái quá trình chúng ta đầu tư ấy. Thì ở đây em khuyến khích mọi người nên sử dụng một cái yếu tố về phân tích biểu đồ. Phân tích biểu đồ ấy. Thì có một cái nữa là cái phân tích kỹ thuật ấy. Phân tích kỹ thuật hay học biểu đồ hay là tất cả mọi thứ về liên quan đến biểu đồ ấy, thì mọi người phải nhớ rằng là nó là nghệ thuật của từng người, chứ không phải là ông nào học cái đó thì nó sẽ ra đầu tư được giống nhau. Kể cả một người nha, đi học, kể cả hai người đi học một người thầy chẳng hạn, thì hai người đó sẽ có trường phái đầu tư khác nhau chứ không giống nhau. Nó tùy thuộc vào cái yếu tố gì, yếu tố về tâm lý của người học, yếu tố về tính cách của người học, yếu tố về cái cách người ta tiếp cận về cái kiến thức đó. Ví dụ như chúng ta tiếp cận một cái thông tin đi chẳng nữa, đúng không? Tiếp cận một thông tin thì một người là hiểu theo hướng này, một người hiểu theo hướng này. Được chưa? Đúng chưa? Thì trong cái quá trình mà mọi người học về phân tích kỹ thuật thì mọi người hiểu được một cái yếu tố, đó chính là trong đó nó có hành vi và có tâm lý. Hành vi và tâm lý. Thì đa phần cái phương pháp của SMC sử dụng ấy, nó đánh vào cái việc là hành vi. Đọc hành vi. Đọc hành vi là cái gì? Ở đó các cái tổ chức lớn họ đang làm gì? Và cả cái ngưỡng kháng cự đó thì tâm lý nhỏ lẻ như thế nào? Đó là tài chính học hành vi nha. Cái này là một cái rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta có thành công trong cái việc sử dụng biểu đồ để chúng ta tham gia thị trường hay không. Ngoài ra trong tất cả các phương pháp thì nó không có phương pháp nào chuẩn tuyệt đối. Không có phương pháp nào chuẩn tuyệt đối. Đấy chứ? Chúng ta không có các định luật giống như Einstein nói về lý thuyết tương đối thôi. Đúng không? Không có lý thuyết về tuyệt đối cả. Nên là ở trong cả cái phương pháp nó đều có sản xuất sai. Và cái đó phải tính được. Tính được là cái sản xuất mình đúng đối với trường hợp đó là bao nhiêu, tính được sản xuất. Ở đây thì có rất nhiều khách hàng của hệ thống SMC có tham gia cái buổi khóa học này, thì gần như cái đợt vừa rồi bọn em tham gia thị trường thì tất cả cổ phiếu bọn em tham gia chỉ có một cổ phiếu bị sai, tức là sản xuất của bọn em tham gia nó có thể đạt tới 80-90% cả cái sản xuất đúng, 80-90%. Nó tùy thuộc vào từng giai đoạn của thị trường, nhưng mà cái sản xuất này thường thường nó không dưới 70%.
không rồi. Thì làm sao để nâng được cái sản xuất của mình đúng lên cao như thế thì mọi người phải tìm được cái này, tính sản xuất. Mọi người biết tại sao em lại tính được cái này không? Hồi xưa em là chuyên toán, đơn giản thế thôi. Thì trong cả khi mà chúng ta giao dịch trên thị trường ấy, thì mọi người phải, cái quan trọng nhất là phải phòng thủ được và tấn công sau. Hầu hết mọi người cứ mua là nghỉ cổ phiếu lên, nhưng mà mọi người thường sẽ không nghĩ đến cái trường hợp là mình bị mất, đúng chưa? Không nghĩ đến cái trường hợp là cổ phiếu đó sẽ giảm xuống, đúng chưa? Mua xong là thấy nó hy vọng nó sẽ lên. Nên là trong đầu tư thì có hai cái, là một là mua hai bán, được chưa? Hai cái này thì cái nào khó hơn? Thông thường mà mọi người thấy cái nào khó hơn? Bán khó hơn, đúng không? Tại sao lại bán khó hơn? Bởi vì về bản chất khi chúng ta bán, chúng ta có hai trạng thái tâm lý, hai trạng thái tâm lý. Nhưng mà khi chúng ta mua thì chúng ta chỉ có một thôi. Chúng ta mua cái là nó sẽ lên, đúng chưa? Là tâm lý kỳ vọng. Nhưng mà khi chúng ta bán, chúng ta có hai trạng thái tâm lý, đúng chưa? Một là bán xong cái lời nó lên đi sao, đúng chưa? Là nó có hai trạng thái tâm lý, là chúng ta vừa sờ mà chúng ta vừa tham, thì bán là cực kỳ khó. Với cái bán nó quyết định bởi cái gì? Chúng ta muốn bán tốt là chúng ta phải dựa vào cái gì? Chúng ta phải mua thật tốt. Mua thật tốt nó sẽ quyết định đến cái yếu tố chúng ta phải bán nó hay không. Giả sử như chúng ta trong bán thì nó có hai cái bán, bán là bán chốt lời và bán cắt lỗ, thì bán cái nào khó hơn? Cắt lỗ cực kỳ khó. Nên là nếu mà chúng ta tăng cái tỷ lệ sản xuất chúng ta đúng, khi chúng ta mua chúng ta sẽ tránh được trường hợp chúng ta phải cắt lỗ nhiều lần. Đấy, nguyên tắc là nó như thế. Còn ở đây em cũng nói với mọi người là không có thuyết tuyệt đối, chỉ có thuyết tương đối thôi. Và làm sao nó phải nâng được cái tỷ lệ thắng của chúng ta càng cao càng tốt, càng cao càng tốt. Ở sau này khi mà mọi người học một cái khoa học của LMC, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tính cái này, tính sản xuất, làm sao chúng ta đẩy được sản xuất thắng càng cao càng tốt. Đối với mọi người ở đây thì mọi người biết là tỷ lệ sản xuất thắng của chúng ta khoảng bao nhiêu thì là chúng ta có lại trên thị trường không? Bao nhiêu? 50%. 50% thì nó cái tỷ lệ nó sản xuất nó đúng bằng việc chúng ta tung đồng xu để chúng ta giao dịch, đấy chứ. Nhưng mà cái sản xuất mà để kiếm tiền được trên thị trường tài chính nó còn thấp hơn nữa, là 33,3%. Nếu mà chúng ta chỉ cần đúng được khoảng tầm 1 trong 3 cổ phiếu chúng ta mua là chúng ta bắt đầu có lại. Thì làm sao để chúng ta làm được cái điều đó? Thì cái nó còn nó dựa vào cả cái yếu tố về đi vốn, yếu tố về quản trị tài khoản trong cái quá trình giao dịch. Nhưng mà chỉ cần khoảng 33% là chúng ta đã có lại. Đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà đơn giản như thế thì chúng ta làm gì vậy? Chúng ta phải đi học cả khóa học cho tốn tiền. Chúng ta cần gì phải đến đây chúng ta nghe để cho mất thời gian, đúng chưa? Ở nhà chúng ta chỉ cần tung đầu xu chúng ta giao dịch thôi ra được 50% rồi. Có một cái nữa là mọi người biết là tại sao cái sản xuất của chúng ta thường là tung đồng xu nó không đạt 50%. Nó là quy luật số lớn thì là 50% thôi. Nhưng mà có thể là một lần đầu sai, hai lần đầu sai, ba lần đầu sai, bốn lần đầu sai, sau đó nó quy luật số lớn nó mới được như thế. Nên là mọi người đừng giả về tung đồng xu giao dịch nha. Cái này thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu về cái sản xuất tung đồng xu ấy, em sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc một cái cuốn sách rất hay của, quên tên rồi, nhưng mà nó là cuốn Phi lý trí. Cuốn sách rất hay nó, ví dụ như trong đó mọi người sẽ hiểu được ra rất nhiều vấn đề. Giả sử như chúng ta đi mua một cái áo vest đấy chẳng hạn, nó khoảng tầm 1 triệu, chúng ta 990.000, đưa 1 triệu thì chúng ta lại đòi lấy 50.000 là. Nhưng mà chúng ta đi ăn một cái bữa cơm 5 triệu đấy chẳng hạn, 4 triệu 950 nghìn đấy chẳng hạn, thì 50 nghìn thôi bò luôn. Tại sao lại như thế? Đó chính là những yếu tố phi lý ở trong cái quá trình giao dịch, cũng như trong cái tình cảm, trong những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta. Nó có sự phi lý, không phải lúc nào chúng ta cũng chuẩn mực đâu. Tại sao cũng 50 nghìn đó mà lúc ấy chúng ta bò, mà lúc ấy chúng ta là phải nhận lại? Thì mọi người đọc cái cuốn Phi lý trí nó rất là hay.
Trong tâm lý thì em sử dụng phi lý trí rất là nhiều, bởi vì nó là một cuốn sách, nó không về viết một cái chữ nào về chứng khoán cả, nhưng mà nó về viết về cuộc sống, nó viết về cuộc sống nên nó có thể áp dụng vào chứng khoán. Chứng khoán của chúng ta về bản chất nó là cuộc sống, cuộc sống. Big boy giao dịch như thế nào? Được chưa? Trên thị trường tài chính thì nó có là nhỏ lẻ và big boy. Big boy thì chúng ta chỉ nói tên gọi, thực ra chúng ta cũng không biết nó là thằng nào ạ. Được chưa? Nhưng mà chúng ta biết nó là thằng lắm của nhiều tiền. Lắm của nhiều tiền và nó thét ra lửa, nó nói là thị trường lên, nó mua cả là thị trường lên ngay. Còn chúng ta nói khan học vẫn thế thôi. Kể cả bọn em giao dịch quản lý rất nhiều tiền. Giả sử như cả cái tài khoản ủy thác của bên em có thể lên đến 2 đến 3 triệu đô. Margin lên khoảng tầm 4 đến 5 triệu. Nhưng mà sao? Nhưng mà chả được so với bọn này. Không thể so nổi, nó quá lớn. Được chưa? Nó quá lớn. Nên là cái việc mà chúng ta nghĩ chúng ta quá lớn trong cái thị trường này là chúng ta sai lầm. Thì trong cái chu kỳ vận động của Bitcoin nó sẽ có 4 chu kỳ chính. 4 chu kỳ chính. Cái này tại sao em lại biết được cái này đúng không? Đây là một cái lý thuyết rất nổi tiếng ở trên thế giới mà gần như hầu hết mọi người chưa ai biết đến, đó là lý thuyết về VNA. VNA nó là lý thuyết về phân tích giá và khối lượng của ông Wyckoff, người Nga. Trong cái lý thuyết này thì ông nghiên cứu rất kỹ về các yếu tố rủ tâm lý trong quá trình giao dịch của các tổ chức lớn. Tức là nó là một cái thằng chuyên về phân tích big boy. Cái này thì mọi người có thể là đăng cái cuốn cái tài liệu về viện ơi ở trên mạng ấy, nhưng mà nó là bằng tiếng Anh. Nó bằng tiếng Anh. Nên là nếu mà có thể là đọc mà mọi người sẽ không hiểu được, hoặc là một số người không có cả cái kiến thức về tiếng Anh ấy. Thì mọi người đọc nó cũng không hiểu đâu. Còn về bản chất khi mà đọc thì mọi người nếu mà không nghiên cứu thì cũng không biết là cái nào nên ứng dụng và cái nào không nên ứng dụng. Cái quan trọng nó nằm ở chỗ đó. Giả sử như đọc cuốn sách thì người ta có một cái góc độ nhìn thì người ta bảo là à cái này là đúng. Nó giống như cái cuốn sách này này. 9 người đọc tới 8 người nói là à nó là một cuốn sách viết về cơ bản. Nhưng mà về bản chất cái cuốn sách này nó hai phần. Một là kỹ thuật, hai là cơ bản. Và cái phần kỹ thuật của nó còn nhiều hơn cả cơ bản. Nhưng mà nếu mà mọi người nhắc đến phương pháp Ken Slim của Mỹ chẳng hạn, thì nói là nó phải đạt tới 7 cái tiêu chí về cơ bản. Sai lầm. Kỹ thuật nó còn nhiều hơn. Thì khi tham gia vào thị trường tài chính thì cả các tổ chức nó sẽ có 4 quy trình chính. Đầu tiên là nó là gì? Mua gom. Đấy chứ? Nó có một cái quá trình mua gom để làm sao nó có một cái vị thế đủ lớn. Khi nó đẩy giá cổ phiếu lên thì nó có một cái số lượng cổ phiếu lớn để nó bán ở đỉnh, thì nó được gọi là tích lũy gọi là mua gom. Và tất cả các cái cổ phiếu đi lên đều có quá trình này tích lũy. Đấy chứ? Cả các tổ chức, cả các big boy họ bắt đầu mua gom lên thị trường với một cái số lượng đủ lớn. Tức là nó, chúng ta hiểu nôm na nó là tích lũy ở một cái vùng đáy. Tích lũy vùng đáy của thị trường, nó mua gom ở đáy và nó chủ yếu nó tập trung bán lên đỉnh ấy, hoặc là bán trên cái sườn sau của cái chu kỳ đi xuống ấy. Thì bán ở đâu nó ngỏ lại. Nên là cái quá trình này này. Quá trình tích lũy này nó cực kỳ quan trọng. Một con sóng nó lớn hay bé nó tùy thuộc vào cái này. Và chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta làm gì? Chúng ta dự đoán cho cái dòng dần sắp tới này. Đó là cái phần cuối cùng của buổi hội thảo ngày hôm nay. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người tại sao nó phải là dòng dần chứ không phải là một cái dòng khảo. Và tại sao chúng ta lại tính được tốt nó cao đến như thế đối với cái dòng đó. Thì chúng ta dựa vào cái này này. Được chưa? Chúng ta nói, chúng ta học là chúng ta phải làm được chứ không phải là chúng ta nói cho xong đâu. Chúng ta chỉ đưa ra một cái lý thuyết mơ hồ rồi chúng ta khi giao dịch chúng ta ngày mai mua cái gì không biết là chúng ta rất là mệt. Học xong chúng ta phải hiểu được rằng
cổ phiếu đó có khả năng lên hay không và mua ở đâu và cái dư địa nó tăng là bao nhiêu đấy, thì lúc đó chúng ta mới tham gia vào cái thị trường này. Sau khi mua gom một cái lượng cổ phiếu rất lớn ở cái vùng đáy của cổ phiếu hoặc là thị trường chung, thì tổ chức bắt đầu đẩy giá lên, thì chúng ta gọi nó là cái gì? Uptrend đấy. Uptrend là cái này. Và cái uptrend này nó kéo dài từ 4 đến 6 tháng nhé. Uptrend nó kéo dài như thế nên là chúng ta có vào đấy muộn đi một tháng chúng ta không vấn đề gì cả, nó sẽ kéo dài. Ví dụ như chúng ta ở thời điểm hiện tại là chúng ta đang gì? Chúng ta đang vào uptrend. Được chưa? Xác định uptrend này như thế nào thì chúng ta sẽ có cái lý thuyết để chúng ta biết là nó đã vào đáy hay chưa, nó đã đi lên hay chưa, đúng không? Và có một cái nữa mà cái này cái cực kỳ quan trọng trong mà chúng ta giao dịch, đó chính là 95% cả cổ phiếu sẽ chạy trong vùng này. 95% 95% cả cái cơ hội kiếm tiền nó nằm ở cái vùng này. Tức là bên hệ thống đã bắt đầu thống kê lại, tức là các cổ phiếu nó tăng mạnh nhất ở vùng nào và giảm mạnh nhất ở vùng nào, thì 95% nó sẽ cổ phiếu tăng và có thể kiếm được lợi nhuận ở thị trường uptrend hay là trong cái quá trình đẩy giá của Big Bond. Được chưa? 95% nha. Lát nữa chúng ta sẽ biết là tại sao chúng ta lỗ. Được chưa? Bởi vì nó là sản xuất mà. Sau khi đẩy giá được một thời gian ấy, cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi, thì cả các tổ chức bắt đầu chốt lời. Được chưa? Cả tổ chức bắt đầu chốt lời thì nó chúng ta hay gọi là cả cái người môi giới trên thị trường nào ấy, đó chính là cái gì? Phân phối đỉnh. Phân phối đỉnh này là đó là hiện tượng mà nó bán, cả các tổ chức lớn bán lại cho cả cái nhà đầu tư nhỏ lại. Được chưa? Nên là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta mua nhiều nhất là chúng ta là mua lại tổ chức. Lúc tất cả mọi thứ đều tốt đẹp thì nó là bán ra. Nên là thông thường mọi người hay thể là bảo là lúc nào bi quan thì thường lên mà lúc nào hưng phấn thì thị trường xuống, là bởi vì lúc chúng ta hưng phấn thì chúng ta gần như mua lại cả cái cổ phiếu của cả cái big boy, cả cái tổ chức lớn ở trên thị trường. Được chưa? Thì khi mà chúng ta mua vùng này không bao giờ chết nhá. Chúng ta chỉ là không bán ở vùng này chúng ta mới chết thôi. Mua đỉnh không bao giờ chết. Chúng ta hay nói đến một cái ý tưởng là đợt vừa rồi anh chị mua đúng đỉnh, nhưng mà mua đúng đỉnh về bản chất không chết, chỉ chúng ta mua sau đỉnh mới chết nhiều. Sau khi phân phối, thông thường trong cả cái thị trường của chúng ta giống như thị trường Việt Nam ấy, thì cái quá trình phân phối của ở vùng đỉnh nó không bán được hết, bởi vì cái số lượng mà cổ phiếu mà cả các big boy, cả các tổ chức lớn họ mua ấy, không bao giờ bán hết được trên đỉnh ạ. Thì nó sẽ bán như thế nào? Nó bán ở trên sau của xu thế này này, bán ở phía sau. Đúng chưa? Tất cả khi thấy cổ phiếu giảm mạnh, thấy đáy rồi, đây là đáy rồi, nó vẫn giảm tiếp. Xuống tới một đoạn nữa, đây là đáy rồi, nó vẫn giảm tiếp. Được chưa? Tại sao tất cả chúng ta ở đây, chúng ta hô hào, tất cả chúng ta nghĩ là đáy nhưng nó vẫn không đáy? Đó bởi vì chúng ta không phải là người quyết định. Cái thằng quyết định nhất là cái thằng gì? Thằng này. Các tổ chức. Thì ở đây nó có một cái nữa là 95% thua lỗ của chúng ta nó sẽ rơi vào cái chu kỳ xuống. Nó giống như cái tháng 4 đến tháng 7 vừa rồi ấy, là chúng ta đang gặp cái trường hợp này. Giai đoạn đề giá. Được chưa? Chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta đợt vừa rồi chúng ta lại thua lỗ, đúng không? Bởi vì nó là nếu chúng ta đánh ở trên này này, đánh chu kỳ này này, là chúng ta có lại. Được chưa? Nhưng mà đánh ở chu kỳ này này chắc chắn chết, có bắt đáy băng rơi cũng chết. Nên là cái trường hợp tốt nhất của các cái chu kỳ phía sau này này, tức là giai đoạn đề giá cứ rút ra đứng ngoài.
điều tra đúng không? Và có một cái thống kê mà em thống kê được ở cái giai đoạn vừa rồi, khi thị trường xuống gần như không có một cổ phiếu nào tăng, gần như không có. Vậy thì nếu mà như nó không có một cổ phiếu nào tăng thì chúng ta đánh làm cái gì? Cứ rút ra nghỉ. Còn khi mà nó chuyển về giai đoạn này đi lên đánh tiếp, thì đó là cái quy trình mà chúng ta đánh có đồ an toàn và cái biên lợi nhuận cao. Nên là ở đây mọi người sẽ có một cái câu hỏi là à, thằng này nó hay như thế nhưng mà làm sao để biết được những cái này, đúng chưa? Thì ở trong đó nó có những cái kỹ thuật riêng để chúng ta biết được là cái chu kỳ nào chúng ta nghỉ và chu kỳ nào chúng ta đánh. Thì cái này thì sau này ở một cái khóa học thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nhìn chung thì cái này thì em cũng hướng dẫn rất nhiều trên cả cái mạng xã hội đó. Có ấy. Đây là cả cái lý thuyết của thị trường Mỹ chứ không phải là thị trường Minh nha. Thì lý thuyết này được xây dựng ở thị trường Mỹ. Và sau này chúng ta có bán khống đi chăng nữa thì nó vẫn là xây dựng cả dựa vào cái sự lập lại của hành vi và tính sản xuất. Chúng ta cũng ngồi tính sản xuất lại xem cái trường hợp nào chúng ta đúng và trường hợp nào chúng ta sai. Bởi vì khi chúng ta đầu tư, chúng ta hiểu là chúng ta đi kinh doanh bên ngoài ấy. Kinh doanh bên ngoài thì chúng ta thấy cái gì ạ? Chúng ta lập dự án này, chúng ta phân bổ vốn này, chúng ta làm rất nhiều thứ, nhưng mà lên vào thị trường tài chính là sáng mua cái chiều bán rồi. Sáng à, hôm nay mua cái tự nhiên thấy thằng này phim ngay, mua nhảy vào mua ngay. À, nên là chúng ta gần như không có một cái kế hoạch nào cho cái quá trình đầu tư của chúng ta cả. Không hề có một cái kế hoạch nào ạ. Đôi lúc này thích thích thì mua, tí nữa là thích thích thì bán, thì làm sao mà có lại được? Không bao giờ có. À, ngoài ra thì sau cái hội thảo này thì mọi người nên làm cho mình một cái gọi là đánh giá năng lực giao dịch. À, chúng ta sẽ tự hỏi bản thân mình, à, chúng ta đã có một cái cơ sở nào để đưa ra quyết định khi mua bán chưa? Hay là buổi sáng, à, chúng ta thấy thằng này nó phim hôm nay có một cái thông tin tốt, thế là nhảy vào mua. Đấy. Thì cái cơ sở đưa ra quyết định của mọi người là cái gì? Cơ sở đưa ra quyết định. Đấy, lát nữa thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lập một cái mô thức giao dịch hay là một cái bộ phương pháp giao dịch như thế nào là chuẩn nhất. Thông thường thì mọi người sẽ rơi vào trường hợp là à, buổi sáng thầy có tin tốt cái nhảy vào mua. Đấy rồi. Hay là nhưng mà giống như mọi người thấy nhiều cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn. Đấy, thầy bắt đầu ký kết các kiểu là bắt đầu giờ nhảy vào mua là chắc chắn chết. Tại sao nó lại chết? Bởi vì nó là phân phối hai định. Thì chúng ta khi chúng ta học, chúng ta sẽ biết được rằng là cái cơ sở đưa ra quyết định của chúng ta là cái gì. Cơ sở đưa ra quyết định. Đấy rồi. Ngoài ra có một cái yếu tố nữa là mọi người không biết cái thời điểm mua bán thích hợp. Mua bán thích hợp. Lúc nào chúng ta nên mua và lúc nào chúng ta không nên mua. Hoặc là như thế nào thì đạt yêu cầu mua và như thế nào thì đạt yêu cầu về bán. Được rồi, như thế nào thì đạt yêu cầu. Hầu hết mọi người không có những cái này. Được rồi. Đôi lúc thì chúng ta thích thì chúng ta mua, không thích thì bán. Nên là nó sẽ rất rủi ro. Trong cái việc chúng ta mua bán thì chúng ta phải quan trọng về cái mua. Bởi vì cái bán là nó khó. Bán là nó rất khó. Nên là chúng ta phải tăng sản xuất khi mua. Được rồi. Tăng sản xuất khi mua. Và mọi người nhớ sản xuất. Sản xuất là cái gì? Cái tỷ lệ chúng ta thắng trong cái việc mua cổ phiếu đó. Và cố gắng nâng nó càng lên cao càng. Càng lên cao càng tốt nhá. Cố gắng nâng sản xuất lên ít nhất tối thiểu là 50%. Tối thiểu 50% là có lại. Thông thường cả cái giao dịch của bên em nó sẽ có sản xuất còn rơi vào 70% cho cả một cái chu kỳ hay cho một năm đầu tư. Đấy,
Đây, sản xuất ra anh hiền thẳng của chúng ta là bao nhiêu? Ngoài cái việc mà chúng ta mua bán đấy, chúng ta mua bán hàng ngày chúng ta bị sản xuất chúng ta bị sai, nhưng mà có một cái nữa làm cho chúng ta mất vốn nhiều hơn cả việc mua sai, đó chính là chúng ta sử dụng vốn. Hầu hết chúng ta sử dụng margin khi thị trường đạt đỉnh, nhưng mà giờ chả ai dám dùng margin nữa. Thì đó là cả cái yếu tố mà khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta phải để ý, đó chính là việc quản trị vốn, quản trị vốn trong cái quá trình giao dịch, đúng chưa? Nó có một cái tỷ lệ nữa, tỷ lệ giữa chúng ta khi lỗ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và khi lỗ thì chúng ta mất bao nhiêu tiền và khi lại chúng ta kiếm được bao nhiêu. Cái tỷ lệ này rất quan trọng và cái này mọi người nên về thống kê lại cái quá trình giao dịch của mình giai đoạn vừa rồi. Thông thường ở đấy thì mọi người thường là lãi rất ít, nhưng mà lỗ sập mặt, lỗ mất thế tiền, đúng chưa? Ví dụ như đợt vừa rồi thì rất nhiều cả cái tài khoản nó càng xuống càng mua là rất nguy hiểm đó. Hầu hết mọi người nghĩ là khi cổ phiếu rẻ thì nên mua thêm, đúng chưa? Nhưng mà đó là một cái con dao hai lưỡi rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta đang sử dụng cái vốn khi chúng ta đang bị sai. Chúng ta giống như chúng ta đi làm một cái dự án bên ngoài chẳng hạn, một cái dự án bên ngoài chúng ta thấy nó thua lỗ, nó không có tiềm năng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn đổ tiền vào là sai, thì đó nó giống như bên ngoài. Nên là cái giai đoạn vừa rồi nếu như ai sử dụng đòn bẩy để đánh khi cổ phiếu giảm xuống chắc chắn sẽ lỗ nặng, có thể là mọi người sẽ mất đi một nửa tài khoản. Nên là mọi người phải học cách cắt lỗ và hạn chế mua, gần như là tuyệt đối không được mua khi cổ phiếu của chúng ta bị vận động sai. Chúng ta chỉ nắm giữ khi thắng mà. Rất nhiều người có một cái mà mọi người khi đầu tư mọi người bị mắc phải, đó là cái gì ạ? Đó là chúng ta chỉ ôm cái cổ phiếu lỗ thôi, chứ không bao giờ ôm khi nó lại, đúng không ạ? Chính xác không? Chính xác là khi chúng ta bị lỗ thì chúng ta mới ôm, chứ chúng ta không bao giờ ôm khi nó lại cả. Đúng chưa? Và thông thường cả một cái tâm lý giai đoạn vừa rồi chúng ta hay mắc phải đó là cái gì? Đó là chúng ta sờ bàn dòng này, nó tạo này đi lên, sờ cái đó, cái đó rất nguy hiểm trong cái việc mà chúng ta giao dịch. Về bản chất chúng ta là mua 1.200 điểm và chúng ta là sai rồi, sai thì sửa, sai là phải sửa ngay. Thì làm sao để chúng ta khắc phục được những cái yếu tố đó? Khắc phục thì chúng ta cần có một cái gọi là chúng ta có một cái bộ phương pháp giao dịch. Cái này quá đơn có, cái này sô rột có. Sô rột thì ông gọi đó là cái gì? Mô thức trên thị trường và tài chính. Ông có một cái bộ phương pháp như thế. Fisher có và chúng ta chưa có, đúng không? Chúng ta thích chúng ta mua nên nó không có. Cái này thì mọi người có thể đọc sách để chúng ta tìm. Không nhất thiết phải đi học những cái khóa học quá đắt tiền. Không nhất thiết, không cần thiết. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ quá thành công, họ là tỷ phú rồi, họ viết sách. Hầu hết các giảng viên ở Việt Nam có ai có tỷ đô chưa? Chưa có, triệu đô còn chưa có nữa là tỷ đô. Thì chúng ta thường hay đi học của họ, nhưng mà về bản chất họ có kiếm được tiền như thế hay không? Khi mà chúng ta tham gia một cái khóa học thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là như thế. Tại sao ông kiếm nhiều tiền, ông có khoảng triệu đô, ông kiếm 25% một năm, được chưa? Cứ cho 30% đi, 6 tỷ một năm, ông cần gì phải đi cả khóa học, nói cho khan cổ để làm cái gì, đúng chưa? Thì về bản chất những cái cuốn sách này nó rất rất hay. Và trong những cái giai đoạn đầu khi em tiếp cận vào thị trường tài chính ấy, em chỉ đọc sách của những người thành công nhất, trong đó đọc rất nhiều sách của Warren, đọc sách của O'Neil, có một cái cuốn sách cũng rất hay của Livermore thì có một cái cuốn sách gọi là Chiến binh chứng khoán. Hoặc là sau này nó có một cái cuốn sách Việt Lai, nó là hồi ức của một thiên tài chứng khoán. Hoặc là sau này có những cái cuốn sách mới ra đấy cũng rất hay, giống như Ngay trả lời chẳng hạn, hoặc là Đầu tư như một nhà vô địch chứng khoán chẳng hạn. Thì đó là những người họ rất thành công. Hay là những cái cuốn sách của một cái vị giám đốc của một cái quỹ đầu tư, nó là cuốn Thuần Hóa Sư Tử chẳng hạn. Đó là những cuốn sách rất hay trong đầu tư và mọi người nên đọc, chứ không nên bỏ qua nhiều cái để chúng ta đi học những khóa học nó quá đắt tiền.
Và thông thường bọn em đi dạy học, bọn em không thu nhiều tiền của khách hàng. Không thu nhiều tiền. Mình cũng không thể làm giàu từ cái đó được, đúng không ạ? Nguyên tắc là như thế. Ở một cái chu kỳ của thị trường nó có 4 giai đoạn, và chúng ta sẽ sử dụng từng giai đoạn đó để chúng ta lập ra một cái bộ phương pháp. Bộ phương pháp của MC hiện tại, cái này, cái phương pháp của MC gọi là cái phương pháp mở, tức là cái phương pháp về tính xác suất. Nếu mà mọi người thấy có một cái xác suất nó khác, nó tốt hơn, nó đúng hơn thì có thể mở rộng nó ra. Nó là một cái phương pháp mở chứ không phải là cứ cứng nhắc là nó phải như thế này, nó phải như thế này, nó phải như thế này. Không cần như thế. Nó có thể là mọi người định hướng để cho mọi người có một cái phương pháp mà nó đúng với cái tính cách của mình hơn. Không cần nhất thiết là như thế nào. Nhưng mà ở đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phương pháp của MC đang sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ xác nhận đáy. Xác nhận đáy thì ở trong cái phương pháp của MC gọi là bùng nổ đáy. Bùng nổ đáy thì tại sao nó lại phải có bùng nổ đáy? Bởi vì bùng nổ theo đà ở vùng đáy giúp cho chúng ta biết được rằng Big Boy đã quay lại chưa. Và tại sao trong cả cái video hướng dẫn của MC bọn em lại quan trọng về khối lượng này như thế? Tại sao lại quan trọng về khối lượng? Bởi vì cái khối lượng là cái mà chúng ta có thể nhìn được là cả tổ chức lớn họ đã tham gia hay chưa, cái số lượng họ mua vào đã đủ lớn hay chưa, thì lúc đó thị trường mới thoát đáy. Được chưa? Cái khối lượng là cái quan trọng trong cái việc xác nhận đáy. Xác nhận đáy. Sau khi xác nhận đáy xong rồi, thị trường đặt định, thị trường tạo đáy xong rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta mua. Đợt tới chúng đợt vừa rồi chúng ta mua cái gì? Và đợt tới chúng ta sẽ mua cái gì? Thì đó là phương pháp mua. Chúng ta sẽ mua như thế nào? Được chưa? Chúng ta mua như thế nào? Và mọi người lưu ý một cái vấn đề nhé, chúng ta phải tăng được sản xuất thẳng nên là tạo đáy xong chúng ta mới mua. Tạo đáy xong, khi thị trường tạo đáy xong nó sẽ không còn rơi nữa, nó giống như thị trường người ta nó sẽ không rơi nữa. Tại sao chúng ta biết được cái đó? Bởi vì nó có cả yếu tố về cả cái dòng tiền đi vào. Đầu tiên là gì? Dòng đầu cơ, thứ hai là dòng dầu khí, và đợt vừa rồi là dòng ngân hàng. Cả cái tổ chức cả Big Boy bắt đầu đánh thì nó sẽ không rơi, nó chỉ có điều chỉnh chứ không thể tạo ra một cái xu hướng xuống nữa. Thì tức là chúng ta đang tăng cái sản xuất của chúng ta lên rất cao trong cái chu kỳ này. Còn nếu mà những người giai đoạn khoảng tầm 2 tháng trước mà chúng ta mua là chúng ta sẽ lỗ, bởi vì nó chưa có sự sạc dần. Được chưa? Cái thời điểm mua là rất quan trọng, nên là bên em sẽ chọn mua là mua sau đáy chứ không mua đoạn đáy. Không mua đoạn đáy, nó lên rồi mới mua. Ở một cái slide ở cái phần đầu ấy, chúng ta thấy rằng nó sẽ đi lên khoảng tầm 4-6 tháng. Tức là giả sử chúng ta tính là đợt vừa rồi nó đi lên được 1 tháng rồi, nó vẫn còn 3 tháng nữa. Tập trung kiểu căn bản là như thế. Căn bản là nó chỉ có tầm 3-6 tháng nữa thôi, 4-6 tháng nữa thôi để chúng ta kiểu, để chúng ta cứ tập trung kiểu nặng, rồi sau đó đỉnh sau. Đấy rồi. Mua thì trong cái mua chúng ta vẫn phải được chia vốn ra từng cổ phiếu. Cổ phiếu nào mua ít, cổ phiếu nào mua nhiều, cổ phiếu nào có chiến lược dài, cổ phiếu nào có chiến lược ngắn. Thì nó thuộc về mục quản trị danh mục. Chúng ta quản trị một cái danh mục như thế nào là tốt nhất. Được chưa? Có phải mua nhiều cổ phiếu là tốt đâu? Không phải. Hầu hết chúng ta bị mắc vào một cái yếu tố đó chính là chúng ta sợ cổ phiếu sẽ xuống nên là cứ mua tràn lan cổ phiếu này sang cổ phiếu kia. Một cái danh mục vừa hôm trước em thấy có một cái khách hàng mua có 200 triệu mà mua đến gần 20 cái cổ phiếu, thì hỏi làm sao kiếm được tiền, đúng không? Không thể kiếm được tiền như thế. Bởi vì khi mà chúng ta đầu tư với một cái số lớn cổ phiếu như thế thì sản xuất nó sẽ là 50% cổ phiếu sẽ tăng nhưng mà 50% cổ phiếu sẽ giảm, sản xuất nó gần như là cân bằng bởi vì quy luật số lớn mà, nên là không thể có lãi đối với trường hợp đó. Thông thường mọi người nên nên đặt cho mình một cái câu hỏi trong cái quá trình giao dịch,
Câu hỏi gì ạ? Cổ phiếu nào đáng để mua nhất? Khi mua một cổ phiếu chúng ta bảo là chúng ta thấy cái dòng dầu khí lên, nhưng cổ phiếu nào trong dòng dầu khí đáng để mua nhất? Đợt vừa rồi chỉ có hai cổ phiếu đáng mua nhất, PVN, PVD. Tại sao không mua cả cổ phiếu khác mà mua hai cổ phiếu đó? Bởi vì nó đáng mua nhất. Đấy. Phải đáng mua nhất thì mới mua, còn không đáng mua thì không mua. Được chưa? Thì đó là chúng ta quản trị danh mục. Sau khi quản trị danh mục thì cổ phiếu sẽ đến các cái điểm. Điểm đó gọi là điểm bán. Và nó là khó nhất. Nó là khó nhất trong quá trình đầu tư, nó chính là bán chứ không phải là mua. Khó nhất luôn. Thì trong bán chúng ta sẽ có hai cái bán. Hai cái để chúng ta bán nha. Một là chúng ta bán chốt lời, tức là cổ phiếu tăng mà chúng ta chốt, nhưng mà nó vẫn có hai trạng thái tâm lý ở trong đó. Sợ cổ phiếu lên mà sợ mình vẫn lại. Cái khó ở trong cái đầu tư đó chính là cái gì? Hai trạng thái tâm lý. Còn nếu mà chúng ta mua thì chúng ta có một thôi. À, chắc chắn ngày mai nó tăng. Nên là vì có một tâm lý như thế chúng ta rất dễ mua hơn là dễ bán. Bán này nó có hai cách bán, bán cắt lỗ và bán chốt lời. Thì làm sao chúng ta bán cắt lỗ được? Cái khó nhất của cái việc cắt lỗ là cái gì? Đó là chúng ta chỉ muốn bán luôn đấy. Nhưng mà nó có một cái kỹ thuật gọi là đồ lỏng trong cái quá trình giao dịch, là chúng ta phải chia ra bán. Mọi người, khi mà mọi người gặp một cái thua lỗ nào đó thì nhớ một cái là đầu tiên là chia bán được. Thì lúc đó chúng ta, tâm lý của chúng ta nó được gọi là phản tâm lý. Tức là chúng ta muốn giữ thì chúng ta bán được đi. Thì lúc đó mọi người sẽ cắt được. Nhưng mà mọi người cố bán được bằng hết cái cổ phiếu đó một lần, chắc chắn không bán được. Nó được gọi là phản tâm lý. Tức là lúc chúng ta muốn giữ chúng ta bán, lúc chúng ta muốn bán chúng ta hãy giữ lại. Phản tâm lý. Cái này thì ở trong cái khóa học thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái này. Tức là nó có một cái diện về cái sự lọc trong một quá trình giao dịch. Và có một cái yếu tố nữa đó chính là chúng ta chia bán thì nó sẽ có rơi vào một cái trường hợp nữa. Chúng ta hay sợ là cổ phiếu sẽ lên, đúng không? Thì nếu mà chúng ta bán một phần, chúng ta vẫn còn một phần nữa cổ phiếu còn lên thì chúng ta bán tiếp thôi. Thì chúng ta sẽ bớt đi một cái diện, bớt đi một cái tâm lý ở trong đó. Bớt đi một cái tâm lý. Còn nếu cổ phiếu xuống thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bớt đi cái diện, bớt đi thua lỗ. Giả sử chúng ta có 10.000, chúng ta bán đi 5.000 rồi, còn 5.000 là nó rơi rồi thì chúng ta chỉ lỗ đến 5.000 đó thôi. Nhưng mà chúng ta ôm là chúng ta sẽ lỗ đến 10.000. Và có một cái nữa là trường hợp mà chúng ta hay bị mắc phải nhất đó chính là thôi mua thêm. Thì cái đó là cái gì? Tính về sản xuất, cái trường hợp chúng ta mua thêm nó có lại rất cao. Khi cổ phiếu giảm chúng ta mua thêm rồi sau đó nó tăng trở lại chúng ta lời ấy, cái sản xuất nó rất cao nhá, không phải là thấp. Nhưng mà tại sao chúng ta lại mất? Bởi vì khi chúng ta lỗ là lỗ sập mặt. Bởi vì khi mà chúng ta lại thì chúng ta chỉ lại 50% sau cái nhịp nó phục hồi lại. Nhưng mà dựng một cái đợt giống như đợt vừa rồi chúng ta sẽ mất gần như toàn bộ. Sản xuất nó đúng vẫn rất cao, trung bình giá đúng, về lý thuyết vẫn đúng. Nhưng mà chỉ cần một lần sai là chết. Gần như một lần sai là gần như bán tất cả. Bán tất cả mọi thứ để trả nợ. Hôm trước em đi ra Hà Nội thì có một gặp một cái chú làm ở bên bộ kế hoạch đầu tư. Thì cũng có nói là đợt vừa rồi chú đầu tư 6 tỷ rồi còn 2 tỷ. Bởi vì sao? Bởi vì cứ giảm mua thêm. Và giờ bắt đầu sờ đợt này chưa tham gia vào là thằng cô hồn thôi, cô chú ở ngoài. Đúng chưa? Nên là cái việc mà chúng ta đôi lúc chúng ta nói là lý thuyết thì hay như thế, nhưng mà không phải ai cũng áp dụng được. Nó tùy vào tính cách và cái một cái nữa đó chính là cái tính thực chiến của chúng ta trong một quá trình giao dịch. Tính thực chiến
Ở cái này thì mọi người ở đây thì em sẽ hỏi mọi người một số câu hỏi, giả sử như mọi người đang có bao nhiêu phần trong cả cái chu kỳ này, tức là mọi người đã chuẩn bị cho mình cái phương pháp bán hay chưa? Chưa có đúng không? Mọi người đã biết cách bán ra một cổ phiếu khi nó giảm chưa, hoặc là bán chốt lời chưa? Chưa có. Chúng ta biết cách xác định vùng đỉnh chưa? Chưa có. Thì chúng ta đang bị một cái là chúng ta quá hơi hợt đối với cái quá trình đầu tư của mình. Chúng ta bị hơi hợt, chúng ta thiếu trách nhiệm với cái khoản đầu tư của mình. Đúng chưa? Đôi lúc ở đây một số anh chị là cả cái chủ doanh nghiệp chẳng hạn này, mọi người thường nhân viên làm sai ở quạt là tại sao mày lại làm sai thế này thế kia, không làm chuẩn chỉnh đi. Nhưng mà trong cái việc này là chúng ta không quản được bản thân mình, đúng không? Không thể quản nổi. Thực ra thì ở đây em đến đây không phải để bán khóa học nha, nhưng mà lát nữa thì sẽ tặng cho mọi người một số khóa cái khóa học bên SMC. Thì ở đây thì em sẽ có một cái khóa học 6 triệu vào ngày tháng 9, bởi vì hiện tại là em chưa book được lịch của khóa học này, hiện tại đang tương đối bận, nhưng mà nó rơi vào khoảng tầm 15 tháng 9 là bắt đầu giờ khóa học này. Thì cái khóa học này thì về bản chất là để phục vụ cho khách hàng đang giao dịch cho bên hệ thống MC thì nó kéo dài trong 8 buổi, tức là bọn em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cả cái chu kỳ cách mua bán. Nó giống như cái hệ thống phương pháp lúc này ấy, nhưng mà nó chỉ có 6 chiều thôi. Trong đó thì sẽ giảm cho khách hàng là 50%, còn 3 chiều giảm cho người đăng ký buổi hôm nay 25% nữa. Đăng ký buổi hôm nay 25%, nó giống như mọi người còn trẻ hơn một cái buổi đi gia sư, đi học gia sư của cả cái đồng chí con của mình ở nhà ấy, nó rẻ hơn rất là nhiều. Tại sao lại rẻ như thế? Bởi vì về bản chất bọn em sẽ không thu tiền đối với khóa học này. Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu mà không thu tiền là mọi người không có trách nhiệm với khóa học, không có trách nhiệm gì cả. Thích thì tôi học, không thích thì thôi, bởi vì nó miễn phí mà. Cái này thì em đã học được một cái ở trong cái gọi là phi lý trí. Chúng ta thường không thích những cái miễn phí. Đôi lúc chúng ta đi ăn thì chúng ta thấy là quán nào đắt tiền thì nó ngon, không phải không? Và cái này thì nếu như mọi người thuộc ngoài hệ thống ngân hàng, hệ thống khách hàng của MC thì mọi người sẽ được hướng dẫn đầu tư bằng lên danh mục ở cái hệ thống group VIP hiện tại của MC trong vòng 2 năm. Tức là 2 năm tới thì mọi người khi tham gia khóa học này, cho dù là khách hàng hoặc là không phải khách hàng, thì sẽ được tham gia group này trong vòng 2 năm. Ok chưa? Thì cái này thì nếu mà mọi người thì giải lao thì mọi người có thể đăng ký. Sau cái phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là chúng ta sẽ tặng cả món quà cho mọi người tham gia buổi học hôm nay. Ở đây thì bạn nào đưa cái hộp số lên cả thì chúng ta sẽ bắt thăm tặng sách, rồi sẽ tặng 2 khóa học miễn phí cho mọi người. Nhìn chung là nó và giảm một nửa cho cả cái 2 khóa học thì sẽ giảm một nửa, tức là chúng ta còn 6 triệu này, nếu là khách hàng thì còn 3 triệu này, còn nếu mà đi học mà giảm một nửa là còn 1,5 triệu, giảm 25% đến hôm nay buổi thuyết trình là còn 700.000 thôi. Thì chúc mọi người có những cái may mắn đó. Ok. Mấy trăm nghìn là nó còn rẻ hơn cả đi học gia sư ấy. Nên là mọi người, đầu tiên thì sẽ có 2 món quà. Anh Duy đi mix, đi rửa xem có ai trúng số nhá. Mọi người ai chưa có số đeo trên trên áo thì
thì dán vào nhá, ở phía dưới có sẽ có các bạn hỗ trợ dán. Mọi người cũng nhớ cái số của mình nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tặng sách đầu tiên. Nếu như mọi người mà trúng sách thì mọi người sẽ không có cơ hội để trúng khoa học. Nha. Nên là mọi người đừng hy vọng mình sẽ trúng cái này. Đầu tiên thì em sẽ tặng cho mọi người 5 cuốn sách. Về một cuốn sách đọc rất nhiều lần. Có thể là mọi người hỏi chương nào thì em sẽ nhớ. Nhớ vào trong cái chương đó nó có gì. Đôi lúc sẽ nhớ thứ tự cho mọi người luôn. Cuốn sách rất hay của O'Neill. Có một số 8. Số 048. Ở đây có ai số 048 không? Này, chúc mừng anh. Đây là cháu quà nhỉ? Mọi người nhớ đăng ký lấy số nhé. Lại có một số 8. Số 008. Để em dùng được. Chúc mừng anh Dương nhé. Lại có một số 8 nữa. 028. 10 anh lên đây ạ. Con số 18, 58, 68 nữa. Lại có một số 8. À không phải số 8, số 3. Không cấp như thế này là nhìn thấy số 8 luôn này. Số 30. Chúc mừng anh Minh. Để giới thiệu qua cho mọi người một chút về cái cuốn sách này nhé. Cuốn sách này là một cái cuốn sách của William O'Neill. Nó đây là cuốn sách của 2003. Đúng ra thì nếu mà bản tốt nhất của nó sẽ là bản 2009. Nó bằng tiếng Anh. How to make money in stock. Nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam nó chỉ in được cái cuốn này. Thực ra thì hai cuốn nó giống nhau, nhưng mà nếu mà mọi người đọc cuốn sách này thì mọi người về nên đọc thêm một cuốn sách bằng tiếng Anh nữa. Ở trên đó nó sẽ có biểu đồ cụ thể hơn và nó sắc nét hơn bởi vì nó có màu. Thì trong cái cuốn sách này nó có rất nhiều phần. Nó giả sử như chương 1 về cơ bản, cả cái chương và chương 4 nó là cả cái lý thuyết về mô hình giá mới, nó là kỹ thuật. Chương 7 nó là kỹ thuật. Chương 12 nó là mô hình. Trong cái cuốn sách này nó có hai chương rất quan trọng mà mọi người nên đọc cẩn thận, đó chính là chương 9 và chương 10. Chương 9 và chương 10 thì nó là cái gì? Nó là về bạn chốt lời của bản thân mục. Thì mình nên đọc cuốn sách này. Nghe chưa? Đây, và còn một cuốn sách cuối cùng. Có một số 4. 24.
Tiếp theo chúng ta sẽ em sẽ tặng cho mọi người một cuốn sách của tâm lý thị trường chứng khoán. Cuốn sách này rất hay về tâm lý, nó gọi là cuốn sách hay nhất về tâm lý trên thị trường, hay nhất nha. Nếu mọi người muốn đọc sách thì có thể liên hệ em sẽ cho mọi người một số đầu sách nên đọc, kể cả làm giàu, kể cả kinh doanh, kể cả kỹ năng mềm, kể cả chứng khoán. Hồi xưa em đọc mệnh danh là cái gì ạ? Tư điển sống, bởi vì em đọc rất nhiều sách. Trong đọc sách thì nếu mà mọi người đọc chuẩn chỉnh thì đầu tiên là mọi người phải đọc một cuốn sách của Tony Buzan, đọc sách nhanh, kỹ năng ghi nhớ, sử dụng cả cái cây khi mà chúng ta bản đồ tư duy ấy, khi chúng ta đọc thì đọc rất nhanh, đọc được rất nhiều và nhớ rất lâu. Thì khi mà chúng ta đọc thì muốn tiếp cận đến cả thực hiện thức sách vở thì mọi người phải đọc cái phương pháp đọc này, rồi sau đó đọc sẽ rất nhanh và rất hiệu quả. Đừng có nên là cứ thì đọc thôi thì nó sẽ rất mất thời gian của mọi người và đôi lúc nó sẽ không hiệu quả. Ok, chúng ta sẽ có 5 phần quà về cái này. Hình như có số 8. Ba tám. Ai con số 8 là lên nhầm luôn nhá. Chúc mừng chị, chúc mừng chị Tâm. Có một số 4. Hôm nay chúng ta chỉ có 4 với 8 nữa. Đây là nếu mà ai có thì lên liền luôn nha. 14. Thực ra thì không phải là chúc mừng mọi người, bởi vì mọi người đã mất đi cả cơ hội chụp được cái giải thưởng phía sau. Có một số 8. À không có số 8, chỉ có số 3 thôi. 33. Chúc mừng chị Châu. Có một số 0. 026. Cuốn này có rồi đúng không ạ? Thế thì em sẽ tặng anh một cuốn, đó là cuốn Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Đó, anh giữ số luôn. Thường thường thì em sẽ thích tặng sách người khác hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cho đi một cái giá trị chứ không phải là cho đi vật chất. Đây là một con số của điệp viên 007. Anh đã có cuốn sách này chưa? Chưa có cuốn nào. Vâng. Đây là cuốn sách rất hay về tâm lý chung này. Trong cái cuốn sách này nó có một cái phần nó gọi là tâm lý chúng ta hay suy nghĩ ngược, tức là chúng ta nghĩ à thằng này con này hình như đang bàn hết rồi đấy, nó sắp lên rồi đấy, thì nó có viết trong cuốn sách này. Và chúng ta hay có một cái tâm lý là chúng ta đi xem con nó có phải là bàn hết chưa, cổ phiếu sắp lên hay chưa, thì nó có viết ở trong cuốn sách này. Nó hay là hay ở chỗ đó. Nên là đây là một cái câu cuối cùng cho người chủ cuốn sách này. Một số 5. Và có 2 số 0. 0005. Đây là một cuốn sách mà khi mà đọc cuốn sách này em bắt đầu cảm giác
mình bị thay đổi. Bị thay đổi. À được thay đổi. À đúng rồi, trở lại là phải được thay đổi. Thì khi em đọc cả cái giao dịch của Soros và cả cái giao dịch của Warren, nó có điểm chung ở trong đó. Cho dù họ theo hai trường phái khác nhau, đây là một cuốn sách rất hay. Nếu mà mọi người cứ nghĩ là đầu cơ và đầu tư nó phải khác nhau thì nó không phải. Nó là giống nhau. Giống nhau không phải là giống nhau về phương pháp mà giống nhau về cách thức ở trong đó. Và giống nhau về cả tính cách. Đấy chứ? Thì trong này nó có một cái chương gọi là chương bí mật khi giao dịch. Đấy. Tại sao các cái quỷ đời họ thường là lại ít nói về các cổ phiếu họ mua như thế, là có nói trong cuốn sách này rất hay nên là. Và chúng ta chỉ còn khoảng tầm 4 cuốn nữa thôi thì mọi người, nếu mà mọi người trúng cái này thì mọi người sẽ không trúng được khóa học đâu, đắt tiền đâu. Có một số nào hôm nay chúng ta chỉ có số 8, số 4, số 3 thôi. 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần quà nữa, chúng ta còn có 3 phần quà. Có một số 0, có 2 số 0 và có một số 1. Số 10. Chúng ta còn 2 cuốn sách nữa. Số 71. Chúng ta sẽ bốc thêm một cái nữa thôi. Chúng ta hai người nhận cùng một lúc nha. Xin không chúc mừng cho người cuối cùng trúng được cái giải này, bởi vì tới số lượng đang rất ít rồi. Chúng ta sẽ còn 4 phần quà nữa, rất đặc biệt. Có một số bài tiếp. 74. Số 74 và số bao nhiêu nhỉ? 51. 71 là 1. Ok, chúng ta đã đi qua được 15 phần quà cho mọi người tham gia buổi hội thảo này. Nó giống như đa cấp đúng không ạ? Nó quá đa cấp cho em rồi. Trên này em, hôm nay em đi mặc vẻ mà em cảm giác mình đang ngoài đường, ai cũng nhìn mình, thằng này không phải bị lừa ai đâu. Một phần quà cho người được giảm 50% khóa học. Bây giờ chúng ta có một số 2. Ai có số 52? Mọi người có thể là về bán cái khóa học này cho người khác nếu mà mình không cảm thấy mình muốn học nha. Thì bạn cứ trừ đi, bạn 6 triệu thì bạn chia đôi ra 50%. Bạn là khách hàng thì bạn còn 3 triệu chia 2 là còn 1,5 triệu. Giảm 25% đi đến buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì bạn cứ chia ra, mình không biết là nó giá bao nhiêu. Cái này thì bạn đưa xuống thế giới ở chỗ để ân, thì mọi người sẽ ghi lại danh sách cho bạn. Thank you, cảm ơn. Tiếp tục. Có số 5, có một số 0 và một số 1. 5, 1 có rồi, giờ chỉ có 15 thôi.
anh em tổ tư anh em bản thân được học và đến ngày hôm nay anh rất cao thêm. Anh đi xuống phía dưới và đăng ký quay lại tân. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có hai phần quà. Thôi đang vui cho thêm ba phần quà đây. Ba phần quà may mắn cho ba người không cần phải đóng học phí cho bài khóa tới. Có một số bài 75. Số 75. Bạn có muốn bán lại khóa hôm nay không? Chúc mừng bạn. Miễn phí nha, còn 2 suất. Còn 2 suất miễn phí cho mọi người. Là có 2 số 1. Và chúng ta không có số 101. Nên là ai số 11. Xin chúc mừng. Chúc mừng bạn. Ngày nay đi bạn đi học thoải mái không đọc tiền nữa. Một suất cuối cùng cho mọi người ở đây. Lại có một số 7. Hôm nay chúng ta có nhiều nhất là số 3, số 8, số 7, số 5 nữa. Và có một số 1, chúng ta không có 107 nên chúng ta sẽ có số 17. Xin chúc mừng anh. Anh vui lòng đưa cái tờ giấy này xuống quay lại tên để mọi người đột lại. Hôm sau thì bên em sẽ đến hệ cho anh để tham gia khóa học này. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ đến với phần chính của buổi hôm nay là chúng ta sẽ mua cái gì trong giai đoạn tới. Thank you mọi người.